ta nói cao tăng thường có lỗ tai dài tức là cái 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 cái, cái giái tai dài đó lỗ tai càng to càng được nhiều phước vì giống hình tượng đức phật điều này có đúng hay không à, xin thưa với quý vị là cái tướng mà có cái trái tai nó to đó người ta gọi là cái trái tai nha cái nếu mà đúng đúng từ cái cái chứ là cái 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 quả cái trái gọi là cái trái tai chứ không phải là cái thì nên à, cái tướng đó là một trong số 80 cái tướng phụ của Đức Phật được mô tả trong kinh à, nhưng mà nhớ như vậy nè nó chỉ là một trong 80 tướng phụ thôi và cái tướng nó 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 nhỏ lắm tướng rất là nhỏ nó không có đáng gì đâu à, lại thêm một vấn đề nữa là một vị tỳ-kheo thì không có được coi bối coi tướng Ừ. còn quý vị nói đó là à, cao tăng thường có lỗ tai à, là cái trái tai nó dài tức là cái vị mà trái tai nó không dài phải cao tăng à? ừ. rồi khi quý vị mặc định như vậy tức là những vị nào mà trái tai mà dài mặc nhiên gọi là cao tăng cả hai cái suy nghĩ đều bậy bởi vì à, bởi vì sao bởi vì cái tướng nó không nói lên vấn đề gì hết nói vấn đề vậy? trừ khi vì đó có 32 tướng tốt thì họa chăng bởi vì người có 32 tướng tốt là là một cái người đặc biệt lắm chứ không phải là cái người bình thường mà được 32 tướng tốt đâu còn mình chỉ được gốc thôi mà mình nói là mình cao tăng cẩn thận chuyện đó bởi vì khi mà một cái vị tu sĩ mà lớn tuổi cao hạ gọi là trưởng lão cao tăng ấy. thì quý vị nhớ nó phải đi kèm với cao tăng thì nó đi kèm với cái tự là đắc đạo chứ còn đắc đạo không đắc đạo thì không gọi nó là cao tăng Đấy. tự nhiên quý vị làm suy nhớ tới gì? cao hổ cao cao ngựa rồi cao này cao kia thì cái cao tăng cái cao tăng mà không có đắc đạo thì chắc là cũng chỉ cỡ đó thôi, nó giỡn vui cho vui, à, đừng tức là trong kinh pháp cú, Đức Phật nói như thế này, một vị mà được gọi là trưởng lão, mà chúng ta gọi là cao tăng, thì cái trưởng lão theo định nghĩa của Đức Phật, vị đó phải là cái vị thánh nhân, tức là có chính đắc thánh đạo thánh quả. Còn những người mà chỉ đơn thuần là lớn tuổi không thôi đó thì nó chỉ là cái vị tăng già lão, tức là cái vị sư già chứ không gọi là cao tăng. Đấy. Mà đức trong kinh thì đức Phật dùng cái từ nặng hơn nữa nhưng mà sư nói thì nó kỳ. Đấy. Tức là dù cho một vị Sa di 7 tuổi mà có chứng đắc đạo quả đó, chứng đắc thánh đạo thánh quả thì mới được gọi là cao tăng, vẫn được gọi là cao tăng còn một cái vị mà sư già một trăm tuổi hạ đi chăng nữa mà chưa có chứng đắc cái gì hết thì chỉ đơn giản là ông sư già thôi và cái chuyện mà cái trái tai nó dài nó không nói là được điều gì hết nha nó không nói là được điều gì hết bởi vì cái người nhiều phước nó có nhiều cái biểu hiện lắm ví dụ như ngài siva lý để nhất về tài lộc Tức là dù cho Ngài ở trong rừng đi chăng nữa thì vẫn có chúng sanh đến cúng dường cho Ngài. Tăng đoàn cả ngàn người. Chỉ cần có Ngài là cái tăng đoàn không bao giờ đói. Mà không đói ở đây không có nghĩa là đủ no mà còn no dư luôn. á Thoải mái về tứ vật dụng. Nhưng mà hình như Ngài cũng không có cái tướng mà cái trái tay nó dài. Mà Ngài để nhất về tài lộc Đấy. Rồi có một vị uh, chuyển lão cũng thánh tăng ngài là đệ nhất về việc là được nhân thiên yêu mến tức là chư thiên hoặc là người ai cũng yêu mến ngài hết trơn ngài đi đâu người ta cũng thương ngài hết mà hình như ngài cũng không có trái cái trái tay dài cho nên cái trái tay nó không có dính dáng vậy không có nói lên cái điều gì hết nha không nói lên điều gì hết nó chỉ là một cái tướng phụ nhưng mà xin thưa đó, cái tướng cái tay già của đức phật là cũng dài ở một cái mức độ nào đó chứ không phải là cái kiểu mà cái tướng mình nó hơi hơi có chút đỉnh mà mình nói là uh, chắc cũng giống phật giống như uh, đức phật là có một ba một trong ba mươi hai tướng tốt của ngài đó là tóc của ngài mà xoăn xoăn theo hình cái xoắn ốc và ép sát vào đầu mình không lẽ mình nói là những người tóc xoăn chắc cũng một phần giống phật thì chắc họ cũng có cái phước dữ lắm á thì phải xem lại nha phải xem lại ừ